theo tập trước để được ra tù, hai tên VIP này phải đồng ý đeo hai cái xích chó có gắn định vị vào chân và không được tự ý rời khỏi khu vực chỉ định, nếu vi phạm sẽ bị ngồi tù 7 năm và nộp phạt 20 triệu. Hai tên ok dạ dạ, bọn em ngoan lắm, nhưng vừa mới ra bên ngoài đã tặng lại hai cái xích chó cho đàn em mang hộ, mà hôm nay quản ngục cũng có việc bận cần rời khỏi đây. Trước khi đi, ông cẩn thận dặn dò cấp dưới đừng để Trang Hô đến gần tên VIP mập. Mà tên này vì sợ Trang Hô nên cứ bám kè kè theo đại ca chọc nhờ bảo kê, đang chơi ngoài sân thì bị dắt vào nhà thờ. Hắn tiếp tục năn nỉ, đại ca ơi bảo vệ em với, em thề sẽ không phản bội anh đâu, anh muốn bao nhiêu tiền em cũng cho anh hết. Đúng lúc này cai ngục tới báo đã tắt camera ghi hình ở đây, vừa dứt câu cũng là lúc tên mập bị trói chặt trên ghế chuẩn bị đưa đi chầu Diêm Vương. Đại ca chọc nói đừng hận tôi nhé, có trách thì trách chủ tịch công kia kìa. Chỗ này nhiều máu này, một phát dứt điểm luôn, đừng để hụt đấy nếu không sẽ be bét lắm. Đại ca yên tâm, em đập siêu lắm, đảm bảo một phát ăn ngay. Đang lúc kịch tính, Trang đại ca đập cửa xông vào, anh lạnh lùng nói, sao tên mập này ra đây rồi rời đi trước khi quá muộn. Đại ca đầu chọc cười cười, mày điên à Trang Hô, muốn chết hay gì, hắn còn nói thêm muốn cướp tên này thì bước qua xác tàu cái đã. Anh Hô gật đầu ok rồi vẫy tay ra hiệu cho đàn em xông lên giải quyết, mà trong phòng anh cai ngục vẫn đang âm thầm quan sát qua camera, nhưng mà sao nhìn mặt cứ gian gian kiểu gì, có lẽ nào, mà thôi kệ đi. Bên này sau cuộc ẩu đả, anh Hô đến gặp Dương VIP mập và khuyên hắn ta hãy tiết lộ bí mật về tài liệu của giáo sư sao đi, tên Gong Zigun đã muốn giết anh rồi thì còn giấu giếm làm gì nữa. Mặc dù VIP mập biết chỉ có đi theo Trang Hô mới có đường sống, nhưng hắn ta vẫn e ngại thế lực đứng đằng sau tên Gong Zihun. Hắn khuyên Trang Hô đừng chọc vào chúng, đây mới là những kẻ đáng sợ thật sự, biết không hỏi thêm được gì Trang Hô đành rời đi. Quay lại nhà thờ, sau trận chiến anh em hai bên đang ngồi băng bó vết thương cho nhau, thì ra đây là màn kịch mà Trang Hô và đại ca chọc dựng lên để lừa tên mập. Hóa ra lần trước ông chọc này không có phản bội Trang Hô, chỉ là giả vờ để lừa mấy tên VIP. 3 tháng nữa đại ca chọc sẽ được ra tù. Ông ta mong Trang Hô sẽ lo cho các anh em của ông ở đây. Có lẽ đây chính là giao dịch của anh Hô và đại ca chọc trước đó. Bước tiếp theo là bẫy chuột, anh Hô sẽ tìm cách để khiến Big Mouse phải lộ diện. Bên này bố Mi Hô và anh bạn luật sư cũng tìm đến nhà giáo sư Giang để hỏi về sợi dây chuyền có chứa tài liệu của giáo sư sao, nhưng không có ai ở nhà, điện thoại cũng tắt máy. Mi Hô nghi ngờ có lẽ đã bị tên Gong Jihun bắt cóc chăng. Đúng lúc bệnh viện có thông báo khẩn, một bệnh nhân ở tầng 7 đã bị rơi vào hôn mê. Mi Hô định cấp cứu nhưng bị y tá trưởng cản lại. Thì ra anh ta là bệnh nhân ung thư đã ký và y lệnh dừng hồi sức. Mi Hô đành bất lực đứng nhìn. Ở đám tang bệnh nhân, Mi Hô đến viếng thì vô tình nghe được bệnh nhân này không được chôn mà phải hỏa táng. Hơn nữa người nhà bệnh nhân không được yêu cầu khám nghiệm tử thi. Bệnh nhân này từng ở trại giam và đột nhiên mắc bệnh nan y rồi qua đời sau 2 tháng. Nhận thấy có nhiều điểm bất thường, Mi Hô gọi điện cho bố nói là mình sẽ đến nhà xác để lấy máu của bệnh nhân, vì bọn họ vẫn có thể phân tích máu trong vòng 12 tiếng sau khi tử vong, từ đó sẽ biết được bí mật đằng sau chuyện này. Mi Hô một mình tìm đến nhà xác, tuy nhiên là đã bị bảo vệ phát hiện. Mi Hô sợ hãi kéo cái xác ra tiến hành lấy mẫu máu, xong xuôi mọi việc vừa ra khỏi cửa đã bị viện trưởng chặn đường. Bọn họ lục soát người Mi Hô nhưng không tìm được gì đành phải thả cô đi. Nhưng họ không biết là sau đó Mi Hô đã lén quay lại để lấy mẫu máu mà mình đã giấu trước đó. Tiếp đến Mi Hô đi vào thang máy tẩu thoát, cô bấm lên tầng 1 nhưng thang máy lại đi xuống tầng B4. Mi Hô tiếp tục đóng cửa lại đi lên mà không biết đã có người đang theo dõi mình. Thang máy vừa lên được một nửa thì có tiếng đập phá trên nóc, thấy không ổn Mi Hô lấy điện thoại ra gọi cho bố nhưng không có sóng. Bất ngờ một người áo đen nhảy xuống định thủ tiêu cô, cũng hên Mi Hô phản ứng kịp thời lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt hắn, rồi xúc vào con chim non làm nó ngừng hót. Mi Hô liên tục đập cửa nhưng bị tên áo đen túm tóc vật cho ngã nhào rồi đánh đập cô dã man. Mi Hô phản kháng cắn vào chân hắn, hắn điên tiết bóp cổ Mi Hô. Đúng lúc nguy cấp cửa thang máy mở ra, cũng hên là có thị trường đứng bên ngoài, không biết là vô tình hay cố ý mà lại trùng hợp thế. Tên áo đen thấy có người thì liền bỏ chạy, thị trường cũng ra sức đuổi theo nhưng lại để mất dấu hắn ta, nên ông quay lại chỗ Mi Hô để xem cô thế nào. Rất may là mẫu máu xét nghiệm vẫn còn. Phía bên nhà tù, quản ngục đã trở về sau chuyến công tác. Biết bức tượng Đức Mẹ bị vỡ, hắn rất tức, mặc dù đã có người tặng bức khác nhưng hắn vẫn muốn tính tiền bức tượng rồi trừ vào quỹ hoa hồng của phạm nhân. Lúc này Trang Hô xuất hiện và nói là mình sẽ đền tiền bức tượng nên không cần trừ vào tiền quỹ. Tên quản ngục nghe thấy tiền là ok liền, mà không biết rằng đây chính là kế hoạch bắt chuột của anh Hô. Bức tượng này là do Trang Hô nhờ anh bạn luật sư đem vào, bên trong có gắn một camera ẩn. Còn có một cái điện thoại được giấu trong cuốn sách. Trang Hô đứng nhìn camera rồi nghĩ có lẽ quản ngục Park là Big Mouse chăng, hay là tên đại ca chọc này, thôi kệ đi. Dù là ai đi nữa chỉ cần chờ tới ngày mai là sẽ biết thôi. Hôm sau Trang Hô tới nhà thờ để lấy lá bài như thường ngày nhưng không thấy.
Anh vội vàng kiểm tra camera xem thử thì thấy người xuất hiện trong đoạn phim lại là anh bạn cùng phòng Sherry. Nghĩ lại thì thấy đúng là đáng nghi, Sherry chính là người đầu tiên tiếp cận và đối xử tốt với anh, luôn đi theo anh mọi lúc mọi nơi và tin anh là Big Mouse mà không hề nghi ngờ, là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh khi anh bị đánh ngất và nhận được lá bài có chứa 5 cái tên từ Big Mouse. Thật không ngờ người mình tin tưởng bên cạnh lại là người muốn hại mình, Trang hô hẹn Sherry ra nói chuyện, anh cho cậu ta 3 cơ hội để nói ra, nhưng cả 3 lần Sherry đều khẳng định mình không có làm gì sai. Lúc này Trang hô mới nói thẳng tại sao cậu lại lấy đi lá bài trong cuốn kinh thánh. Sherry lại thề là mình chỉ đến đọc sách chứ không có lấy đi lá bài nào hết. Nhìn thấy thái độ của Sherry, Trang hô tạm thời tin cậu ta một lần. Anh kiểm tra lại camera một lần nữa thì thấy thiếu mất 30 giây chứng tỏ Big Mouse đã biết được ngay và chơi lại anh. Đột nhiên Miho gọi điện đến nói cho anh biết là mình đã nhận được một bó hoa cúc trắng kèm với một lá bài tarot. Trang hô xem thì biết đây là lá bài số 0, tượng trưng cho hành động ngu ngốc. Đây cũng coi như là lời cảnh báo của Big Mouse dành cho Trang hô. Khi anh ra đến ngoài thì Sherry đã chờ sẵn. Thông qua cử chỉ và hành động của Trang Ho, Sherry đã đoán được rằng Trang Ho không phải Big Mouse. Cậu ta trách móc Trang Ho là tên lừa đảo, tại sao lại hứa sẽ giúp mọi người thực hiện điều ước, rồi tra tấn bọn họ bằng niềm hy vọng. Trang Ho khuyên cậu ta đừng tìm kiếm Big Mouse nữa nếu không muốn bị hủy hoại giống như anh, và nếu muốn sống thì hãy quên hết mọi chuyện hôm nay đi. Bên ngoài trưởng lão cho gọi các thành viên đến để họp mặt, bọn họ tập trung tại phòng chiếu phim, đại loại bộ phim nói về quá trình hình thành của tổ chức, công lao, sự hy sinh và cống hiến của những người đi trước để xây dựng được đế chế to như hôm nay. Trưởng lão cũng muốn nhân cơ hội này để tìm ra người kế nhiệm ông vì ông đã già rồi và có vẻ như thị trường cho là người được trưởng lão chú ý đến. Tên Gong Ji-hun tức quá nên đi hát karaoke với mấy em chân dài, đang vui thì công tố viên tìm đến. Anh ta lo lắng vì ngày mai phiên tòa diễn ra mà chủ tịch Gong lại chẳng có chuẩn bị gì hết, nhưng Gong Ji-hun lại đang lo chuyện khác, chỉ vì Big Mouse cướp đi 100 tỷ mà hắn bị ông già bỏ rơi và có nguy cơ mất đi quyền thừa kế. Biết được nỗi niềm của chủ tịch, công tố viên mới hiến kế giúp Ji-hun trả thù Big Mouse, có lẽ sắp tới anh Ho sẽ phải vất vả rồi. Bên này Trang Ho vẫn đang ngồi ăn cơm mà không biết rắc rối đang ập đến. Ông lão xem bói cảm thấy lạ vì hôm nay Sherry lại không bám theo Trang Ho như trước, đến hỏi thăm thì bị Jerry phớt lờ. Đúng lúc cai ngục đến báo cho Jerry là có người đến thăm, thì ra là em gái cậu ta. Cô đến nói cho Jerry biết là người bà ốm yếu đã được đưa đến viện dưỡng lão và anh cũng sắp được ra tù vì bên nạn nhân đã rút đơn kiện. Jerry đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì tên Gong Ji-hun xuất hiện với lời đề nghị hợp tác. Sau đó anh quay trở lại phòng thu dọn đồ đạc và báo với mọi người rằng mình sắp được ra tù, rồi tặng cho mỗi người một lọ nước tăng lực coi như quà chia tay, đương nhiên là Trang Ho cũng có phần. Trang Ho là một hơi hết chai nước mà không biết rằng đó là đồ Gong Ji-hun chuẩn bị cho anh. Ban đầu Jerry từ chối không làm nhưng vì em gái cậu đã nhận tiền của Gong Ji-hun để lo cho cậu ra tù, hắn còn nói chai nước này chỉ khiến Trang Ho đau bụng chút thôi. Chứ nếu Big Mouse chết rồi hắn tìm ai để đòi tiền? Ngay khi Jerry bước ra khỏi trại giam thì xe cấp cứu cũng chạy ra. Biết Trang Ho gặp chuyện không lành vừa hay gặp được Miho và bố cô nên Jerry bảo họ đuổi theo. Đến ngã tư thì phát hiện xe cấp cứu không đi về hướng bệnh viện. Thấy chuyện này không đơn giản như vậy, Miho kêu bố đuổi theo chặn đầu xe cấp cứu lại. Cô giải thích mình là y tá và là vợ của anh ấy nên yêu cầu họ đưa Trang Ho đến bệnh viện gần đây mà cô đang làm. Hết cách họ phải làm theo, cũng may là Trang Ho chỉ bị ngộ độc. Không phải phẫu thuật, chỉ cần truyền nước rồi theo dõi là được. Trong lúc Trang Ho hôn mê, một tên đã lén lút vào phòng lấy tay anh điểm chỉ vào một tờ giấy bảo lãnh rồi đưa lại cho Gong Ji-hun. Bọn chúng lại đang âm mưu chuyện gì nữa đây? Sáng hôm sau Trang Ho được xuất viện. Trên đường về anh phát hiện xe không đi về hướng trại giam mà đổi sang hướng khác. Anh bắt đầu phản kháng để thoát thân nhưng đã bị bọn chúng tiêm cho một mũi gây mê. Giây tiếp theo Trang Ho xuất hiện ở một nơi toàn là màu trắng. Có lẽ đây là một phòng thí nghiệm bí mật nào đó và anh Ho bị nhốt vào căn phòng 304. Trong cơn mê anh thấy mình đã gặp Big Mouse, hắn đeo một cái mặt nạ màu trắng. Trang Ho lao vào cố lột chiếc mặt nạ của hắn ta ra, nhưng đến khi lột được thì... Bất ngờ chưa, Big Mouse lại chính là anh Ho. Có khi nào anh Ho nhà ta bị đa nhân cách không nhỉ và Big Mouse là một nhân cách khác của anh? Giật mình tỉnh lại anh thấy mình bị trói chặt trong một căn phòng trắng tinh. Tiếp đến y tá trưởng bệnh viện Gu Chân xuất hiện tiêm cho anh một mũi thuốc gây mê đến khi thuốc ngấm anh sẽ bất tỉnh nhân sự. Bọn chúng bày thức ăn ngon ra nhưng không cho anh ăn, đến khi ngủ thì sẽ bị đánh thức. Đến khi anh thật sự phát điên, chúng sẽ dùng một loại thuốc tên Piss khiến cho anh nói ra sự thật mà bản thân anh cũng không nhận ra. Ngay khi mũi tiêm đâm vào da, anh Ho bắt đầu ngấm thuốc và lên cơn đau dữ dội. Tên Gong Ji-hun thấy vậy tỏ vẻ đắc ý, đến khi đau quá không chịu nổi liền ngất đi. Khi tỉnh lại thì anh thấy một chú chuột, anh Ho tươi cười và chơi đùa với nó cho đến khi một đàn chuột kéo đến cùng hai con chuột khổng lồ. Trang Ho sợ hãi điên cuồng dãy giụa tìm cách thoát thân, Gong Ji-hun thích thú vỗ tay vỗ tay. Lúc này Trang Ho đã không làm chủ được nữa,
Tên Gong Ji-hun bắt đầu hỏi mày đã giấu tiền ở đâu. Trang Ho nói tôi không biết. Hắn ta cay cú cho rằng Trang Ho đang nói dối và tiếp tục hỏi. Mày có phải Big Mouse không? Trang Ho lại nói tôi không phải Big Mouse. Gong Ji-hun bắt đầu mất kiên nhẫn cho rằng thuốc này là hàng đều. Nhưng công tố viên nói thuốc này là thật, nếu Beast không có tác dụng chứng tỏ tinh thần hắn mạnh hơn người thường. Tên Gong Ji-hun điên tiết đòi tiêm thêm mũi nữa nhưng bị công tố viên cản lại. Nếu tiêm quá nhiều hắn sẽ bị ngưng tim mà chết. Nhưng tên Ji-hun nóng lòng muốn lấy lại tiền nên cứ nhất quyết đòi tiêm thêm. Khi hắn chuẩn bị hành động thì Trang Ho lại bị ngất đi. Trong cơn mơ anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp Miho, cô cứu anh khỏi đồn cảnh sát và làm cơm hộp cho anh ăn. Đó là hồi ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Ký ức vụt qua, anh lại đứng trước một cánh cửa, mở cửa ra thì bị một dòng nước cuốn trôi, tỉnh lại thì phát hiện ra cơn lũ kia là do Gong Ji-hun tạo ra, đang ngủ ngon mà làm cái gì kỳ vậy bay. Gong Ji-hun quyết tâm lấy lại tiền nên một là anh Ho phải khai ra, hai là sẽ bị ngưng tim mà chết. Nhìn thấy kim tiêm trên tay hắn ta, Trang Ho hoảng hốt nói ra vị trí núi Gudan, địa điểm A2 núi Gudan, tôi đã giấu tiền ở đó, lấy được địa chỉ. Tên Ji-hun vẫn bán tín bán nghi, hắn đe dọa nếu không tìm thấy tiền thì chết mẹ mày với tao nghe chưa. Tôi đến Gong Ji-hun cùng với công tố viên và hai tên đồng bọn tìm tới cột mốc A2 núi Gudan để đào vàng. Hai tên này than thở đã ra tù rồi mà vẫn phải làm thứ này, thiệt đúng là mệt mà, thôi đào nhanh lên chứ để người khác thấy bây giờ. Bên này Trang Ho ra sức thuyết phục anh chàng xăm trổ đầu moi này thả mình ra rồi anh sẽ cho hắn 3 tỷ, nhưng mà hắn không nói gì chỉ mỉm cười. Đúng lúc y tá trưởng bước vào dập tắt hy vọng của anh, thì ra tên đầu moi kia bị cầm nếp bẩm sinh. Nhóm chủ tịch Gong Ji-hun đào mãi chẳng thấy vàng đâu. Đang cay cú vì cho rằng đã bị Trang Ho lừa thì bất ngờ một tên thuyết đào trúng thứ gì đó. Bọn chúng hớn hà hớn hở lôi cái hòm lên, hồi hộp mở ra thì. Bất ngờ chưa, đúng là vàng nhưng mà chỉ có một cục. Bọn chúng lập tức quay về tra hỏi Trang Ho, mày định giỡn mặt tao hả cái thằng cờ hó chết tiệt này. Trang Ho nhìn thấy thỏi vàng trên tay thì biết ngay là do Big Mouse làm nhưng mà lúc anh nói ra vị trí chỉ có Gong Ji-hun và công tố viên ở đó, đúng là kỳ lạ. Gong Ji-hun dọa sẽ tiêm cho Trang Ho một mũi nữa, anh nhanh mồm nói tôi đói rồi cho tôi ăn đi, ăn no và có khi tôi nhớ ra nhiều hơn nữa. Tên Gong Ji-hun nghe vậy thì cười cười vì nghĩ Trang Ho bị điên mẹ rồi, sắp chết còn đòi ăn. Nhưng Trang Ho thì đang nghĩ cách cố gắng sống sót cho tới khi Big Mouse đến cứu mình. Quay lại trại giam, sau khi kiểm tra y tế xong nhiều tù nhân có dấu hiệu bất thường, tên viết mập cũng được bảo lãnh ra ngoài. Miho cùng bố và anh bạn luật sư cũng không ngừng tìm kiếm tung tích của giáo sư Yang. Nhưng người tìm thấy cô ta đầu tiên lại là thị trưởng Choi. Giáo sư Yang đứng trên bờ biển định ném sợi dây chuyền đi thì bị thị trưởng cản lại, nhưng khi mở ra kiểm tra thì bên trong lại chẳng có gì. Miho nhận được điện thoại của thị trưởng thì lập tức đi đến, đối diện với nhiều chuyện làm giáo sư Yang mất bình tĩnh. Miho kêu mọi người ra ngoài hết để cô nói chuyện. Vừa ra ngoài thị trưởng nhận được tin báo trưởng lão đã bị ngất. Anh gấp rút rời đi để mọi chuyện ở đây cho nhóm người Miho xử lý. Lúc này giáo sư Yang đã bình tĩnh hơn nhiều. Miho tiếp tục khuyên cô ta giao ra tài liệu rồi mình sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh bạo hành. Nhưng không biết giáo sư e ngại điều gì mà lại nói tốt cho tên viết mập và từ chối hợp tác với Miho. Bên này trưởng lão cũng đang đau đầu vì chuyện tìm người thừa kế. Nhân cơ hội viện trưởng tiến cử chồng mình cho trưởng lão, cô ra ngoài kêu chồng vào nói chuyện. Lúc này trưởng lão lại ngủ say, trong khoảnh khắc thị trưởng đã muốn bóp cổ giết chết trưởng lão. Không biết hai người có thù oán gì mà thị trưởng lại làm như vậy. Quay trở lại nơi giam giữ Trang Ho, đang chuẩn bị ăn thì chuông báo cháy vang lên, thiệt tình chưa ăn được miếng nào mà đã đến rồi. Y tá trưởng vội vàng gọi báo cáo tình hình cho cấp trên, đúng lúc một đám lính cứu hỏa xông vào, một người trông có vẻ khả nghi chắc là đến cứu anh Ho. Bên này Trang Ho cũng đang đánh nhau với tên đầu moi tìm cách thoát thân, nhưng anh Ho nào có phải là đối thủ của hắn ta, kết quả bị hắn đấm sấp mặt, đang nhe răng cười thì ăn ngay một bình cứu hỏa vào đầu, thì ra người đến cứu anh Ho là Jerry. Bọn họ đang định bỏ chạy thì tên đầu moi lao đến. Hắn hất Jerry ra và đánh cho anh một trận. Trang Ho lao tới dùng mảnh kính đâm vào hắn nhưng mà tên này là trâu bò chứ có phải người đâu. Hắn dỗ cho anh Ho một cú rồi bóp cổ anh đẩy lên cao. Tình huống nguy hiểm, anh Ho chọc vào mắt hắn để hắn buông tay. Sau đó nhân cơ hội lao tới đẩy hắn ngã. Ai ngờ hắn đập đầu vào bình cứu hỏa ngất xỉu luôn khỏi mắt công đánh nữa. Trang Ho và Jerry nhanh chân bò trốn ra ngoài. Hai người lao lên xe phóng hết ga. Bọn bảo vệ ở đây cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhưng chỉ bằng một cú đờ zip, Jerry đã thành công cắt đuôi bọn chúng. Chạy tới gầm cầu, Jerry bảo anh Ho xuống xe, cậu đã chuẩn bị cho Trang Ho một chiếc xe khác. Còn cậu sẽ lái chiếc xe này để dụ bọn chúng. Trước khi đi, Jerry nói mình được Big Mouse thuê để làm vụ này và cũng xin lỗi Trang Ho về chuyện hạ độc lúc trước. Nói dứt câu, Jerry đạp ga phóng đi, Trang Ho cũng leo lên chiếc xe khác. Trên xe có một bộ quần áo mới và cả điện thoại. Mà Jerry vừa mới đi được một đoạn đã bị đám người kia chặn đầu. Suy nghĩ một hồi, Jerry quyết định đá số tăng ga tông thẳng tới trước, nhưng không may tông vào một chiếc xe cảnh sát.
Trang Hu cũng gọi đến bệnh viện tìm gặp vợ mình, nhưng cô ấy hiện không có ở đây. Lúc này Trang Hu mới nhớ đến chuyện tài liệu của giáo sư Seo, anh liền khởi động xe chạy đi tìm giáo sư Zhang. Trên đường Trang Hu đi ngang qua một vụ tai nạn, chính xác đó chính là thi thể của Jerry. Trang Hu đứng nhìn mất vài giây. Bên này Miho vẫn ra sức thuyết phục giáo sư Zhang, đúng lúc truyền thông cũng đưa tin là có người ẩn danh tố cáo ba tên VIP đã sát hại giáo sư Seo. Đây có lẽ là kế hoạch do Miho dựng lên nhằm thuyết phục giáo sư Zhang hợp tác. Cùng lúc truyền hình lại đưa tin là Trang Hu đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Hiện anh đang bị truy nã khắp cả nước, ai cung cấp được thông tin của anh sẽ được thưởng 50 triệu. Tên đại ca xem tin tức thì nói Trang Hu đúng là ngầu, rồi kêu đàn em xem đó mà học hỏi, con người thì phải biết tiến bộ thế chứ. Bên này ba tên VIP đang lo sợ Big Mouth sẽ tìm tới, nhưng cũng chỉ biết cầu nguyện để cảnh sát nhanh chóng tóm được trước khi hắn tìm tới, mà Trang Hu cũng nhận được tin nhắn từ một số lạ, trong đó là địa chỉ và số phòng của một khách sạn, có lẽ người gửi là Big Mouth chăng. Anh Hô lập tức lên đường, nhưng đi được một đoạn thì thấy phía trước đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra. Hết cách anh đành chơi liều, tên cảnh sát lấy hình Trang Hô kiểm tra một hồi nhưng bất ngờ là anh Hô lại được thả đi. Thì ra tên này là người của Big Mouth. Sau tai hắn có xăm biểu tượng y trên lá bài mà lúc trước Trang Hô nhặt được. Một lúc sau anh cũng tới được khách sạn, trong phòng không có ai, chỉ có một bộ quần áo và một ít tiền. Trang Hô ngồi nhớ lại Jerry, anh quyết tâm sẽ không chết một cách oan uổng như vậy được. Anh phải tìm cho ra Big Mouth rốt cuộc là ai. Bên này Miho biết chồng mình đã trốn thoát ra ngoài, cô muốn tìm cách liên lạc với chồng nhưng lại không để cảnh sát biết được. Hôm sau, ba người biểu tình và nói là Trang Hu bị bắt cóc chứ không phải bỏ trốn. Họ yêu cầu công tố viên giải thích việc này, Trang Hu cũng đã thấy vợ trên tin tức và suy nghĩ trong một kế hoạch nào đó. Bên này bố Miho và anh luật sư không ngừng gây sức ép cho tên công tố viên, dù hắn đi đâu hai người cũng bám theo, đến cả lúc đi ỉa cũng bị hai người khủng bố tinh thần. Còn Trang Hu cũng đang đứng ở một nơi quan sát. Anh thấy có rất nhiều người đang theo dõi Miho, mọi người bên dưới cũng đang rất lo lắng không biết làm sao mới liên lạc được với anh. Đột nhiên Miho nhìn thấy một đoạn quảng cáo, tình tiết trong đó không khác nào lần đầu Trang Hu cầu hôn cô. Miho xúc động rồi lấy điện thoại ra gọi vào dãy số đang hiện lên trên màn hình quảng cáo. Người bắt máy chính là Trang Hu, anh nói với vợ là mình đã không sao rồi và bảo cô không cần lo lắng. Sau đó Trang Hu kêu vợ gửi cho mình số điện thoại của giáo sư Zhang, mọi chuyện sau đó anh sẽ tự lo liệu. Mà bên này Zhang Yijin cũng gọi điện cho Gong Ji Hoon nói là mình đang giữ trong tay tài liệu của giáo sư Seo, chỉ cần hắn ép tên Mộc ký vào đơn ly hôn thì cô sẽ giao ra, nếu không cô sẽ đưa nó cho Big Mouth. Cùng lúc đó thì người ngồi trước mặt giáo sư Zhang là Trang Hu, có lẽ anh đã lên kế hoạch cho chuyện này. Sau khi đọc rõ điều kiện trong đơn ly hôn, Gong Ji Hoon ra sức thúc ép nhưng tên mập nhất quyết không chịu. Rất nhanh đã đến ngày xét xử vụ án của ba tên VIP, thị trưởng Choi và Gong Ji Hoon đã đến, lập tức Miho cũng ở đó. Bên này Trang Hu cũng chuẩn bị cho buổi lên sóng trực tiếp. Người dân của cả thành phố đều đang theo dõi. Trang Hu quyết định dùng cách này để lộ diện và tiết lộ sự thật của phiên tòa hôm nay. Liệu mọi chuyện có diễn ra như kế hoạch hay không, cùng mình chờ đón tập tiếp theo để biết nhé. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.